một số người đã thiệt mạng sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn đầu tiên trong gần 2 tháng tại Ukraine nhằm vào thủ đô Kyiv và thành phố Uman. Nga đã tiến hành tập kích đường không vào nhiều thành phố trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kyiv. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên trong gần 2 tháng. Một số người đã thiệt mạng sau khi các khu dân cư bị tấn công vào rạng sáng 28 tháng 4. Ở thành phố Uman thuộc miền Trung, đã có một số người thiệt mạng và nhiều người bị thương bị trúng tên lửa. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm người sống sót cũng như tìm kiếm những người thiệt mạng trong đống đổ nát. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói với Reuters rằng hơn một nửa số căn hộ trong tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Xa hơn về phía đông ở thành phố Dnipro, có hai mẹ con đã thiệt mạng tại nhà, trong khi một trẻ em khác được cho là đã phải nhập viện ở một thị trấn bên ngoài Kyiv sau khi các mảnh vỡ tên lửa rơi trúng một khu chung cư. Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở Mykolaiv, Poltava và Kremenchuk. Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắn hạ tất cả trừ hai tên lửa hành trình của Nga. Tại khu vực thủ đô, các quan chức báo cáo rằng các đơn vị phòng không đã phá hủy 11 tên lửa và hai máy bay không người lái. Không rõ mục tiêu của Nga khi tiến hành đợt tập kích mới nhất, nhưng Moscow trước đó nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các cuộc tấn công như vậy đã giảm dần kể từ khi mùa đông kết thúc và Ukraine cùng các đồng minh phương Tây cho rằng Nga đã dùng hết phần lớn kho vũ khí tên lửa tầm xa của mình. Moscow luôn bác bỏ cáo buộc tấn công dân thường. Các cuộc pháo kích từ hai bên đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và tàn phá nhiều thành phố của Ukraine. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.